Là ngày 24 tháng 6 là chính thức là rời khỏi nhà mình. Đi đi về ban đêm hay ban ngày? Chiều. Trước khi đi có từ giả hay nói gì không? Không nói là đi 3 giờ chiều, không nói ừ mà con đi không gì cũng có anh kêu ổng. Xách xe chở về chợ, ổng đi xe đò. Là bắt trai chở đi. Ừ. Ra chợ. Ra mãi ổng mới lấy tiền, ổng lén ổng nhớ tiền đi trong cái bếp. Thì lúc đó cô với chú cũng hy vọng là đi là chặt qua chừng ngày vài ngày hoặc một tháng là sẽ về. Mình nghĩ là nó đầu đi cho bằng được là đi cũng tháng. Nhưng nhãn là cảnh. Dạ đúng rồi, thì đâu có chẹn được đâu. Cha, con cũng đi, con đi làm ăn. Cứ đi ra cái cảnh nhãn, vậy đó vậy sao. Dạ. Và rồi đi thì đến khoảng 25 ngày sau. Cô cũng không thấy tin tức gì hết, thì vô tình coi lại cái tin nhắn. Nó ngay hơn 5 ngày là đi 21 tây, là lý 21 tây là chắc người ta đưa nó về, nhưng mà tới 25 tây tôi mới nói dâu nó, cái nó dòm lại là trong 16 tây, nó đi ngày 16 tây là mình để tới lúc 16 tháng 7 đó. Dạ. Tại mình tính là ngày 21 tây đó là thường thường là ở ngoài người ta một tháng là ta hốt nó rồi. Dạ. Hay mình nó thôi để một tháng đi, mình cũng không có coi nữa, tại vì cái mình nghĩ đi rồi đâu có điện nó được, mình đâu có bắt máy làm chi, để tới 21 tây đi, nói hồi lố 4 ngày để là 25 tây nó dở cái máy ra cái đồi nó nói, bữa sao tới nay nó không về mày, nay nó tháng 4 bữa rồi, nó đi vô bển là ta hốt nó xong tới nay, cái hỏi thăm người này kia nó 13 triệu rồi. Làm gì qua cái Thái, người cái bên Nga. Người thì nó được, người nó xong, không biết, mình không biết. Cái hỏi thăm người này kia, nó chợ đi qua bên Trung Quốc đèn có mơ còn 6-7 triệu bạc, mà đây giờ để em làm gì mấy triệu. Đó, không có nghĩ, không nghĩ là đợi hoài, đợi hoài. Bởi vì theo con biết á, là nếu mà đi Nga là phải có xin visa. Phải có visa, có nghĩa là phải chứng minh đầy đủ hết những cái, tại vì Nga là châu Âu mà. Mà mình mà Việt Nam mà muốn vào các nước châu Âu trong đó có Nga đó, thì phải có visa. Visa là gì? Là phải, nó như là phải có những cái ràng buộc về tài chính, công việc, rồi cái sự là chứng minh mình đi là mình sẽ trở về, mình đi vì lý do gì, đi định cư hay là đi du lịch hay là đi làm, đi học gì đó, nó rất là khó, chứ không phải là đơn giản như là các nước Đông Nam Á là Thái Lan hay Singapore, Ấn Độ rồi mình chỉ cần có hộ chiếu là mình đi thôi. Còn Nga thì rất là khó, mà con không hiểu là khó hơn rất là nhiều. Ấn Độ cũng phải cần visa, nhưng mà Ấn Độ không khó bằng Nga đâu đó. Thì con theo cô với chú thì đến thời điểm này là gần đúng 2 tháng rồi. Thì cô với chú nghĩ gì về cái sự đi quá lâu của con mình mà không có một cái thông tin tức? Nghĩ là con nghĩ là chắc cũng như là bệnh tháng này. Hiện giờ cô mới suy nghĩ là nó vậy là 2 tháng nay vậy là mấy chuyện giờ mấy bữa nay nghĩ là trong một tháng này nó hết rồi, là sao tại sao nó không có tin tức, nó không có gì giá để những hỏi giờ cũng biết làm sao để nói. Dạ. Cha giờ nhỏ tôi với dâu mới chắc chắn là nó ở bên đây. Nhưng mà thật sự nếu như mà cậu Hưng ở bên đây thì cậu Hưng cũng sẽ liên lạc về với gia đình. Trời ơi, nhà nó không có liên lạc ai á. Không phải thì dù muốn dù không gì cũng sẽ có một cái sự trở về, về nhà lại chứ. Không có liên lạc, không có gì. Cả năm một đi đó rồi. Cái ý đồ của nó là nó muốn đi ra đi luôn, chứ nó muốn gì mà. Nó cái tâm nó là tánh là phải đi ra khỏi đi nước này nước kia để ở gì đó. Muốn đi lại, yeah. Muốn đi để mới về. Nên mấy lần kia mua toàn là mua vé đi thôi mà không mua vé về. À, không đó, mua vé khứ hồi á. Vậy nên khi nào mà cái lần nào vậy hãy mà hôn về cái là ta hốt bển ta điện thoại về là mình đóng tiền. Yeah. Còn kia là tôi đóng 8 triệu nữa đó. Yeah. Cái chuyến sau này là của hổm cậu ấy rồi là 4 triệu nó nhẹ, mấy chuyến trước 8 triệu. Hai chuyến thì mấy chuyến này là mấy chuyến này chốt. 3 tiếng, 4 tiếng. Nhưng mà cái sức sống của cái cậu Hưng này cũng rất là mãnh liệt á. 18 ngày mà trôi dạt trên biển mà giữa những cái cơn mưa cũng khá lớn ngày đêm vậy. Lúc nó về đó, về cái giống như người này nói, chưa nói được cái tôi cũng nó lớn nó thôi. Bây giờ nó nay nó cũng mình cũng dám nói chợ nó chắc cũng
thần thánh đau mệt quá, cái cô bà biết tôi nè, con mạng tôi lớn à, tôi nói thằng mạng nó lớn mà, bà biết mạng tôi lớn mà, nó vậy thôi. Mà tối nào nó nói chuyện, khi nào nó cần gì nó lấy gì, nó mua gì nó mới cần, nó kêu mình. Yeah. Ừ, giờ không có nay mua này ăn, thằng cái kia vậy thôi, mà nó không có đòi hỏi ăn cái này ăn kia vậy đó. Nó chỉ giống như là bữa nay hết thịt rồi, tại vì lúc đó cô đi xe hoài cũng phải mua gì bỏ nó ăn hết thì nó kêu vậy thôi. Nhà thì chỉ ăn bánh mì, sáng bánh mì với hột gà vậy thôi, chiều ăn kia. Dạ. Có nhiều thôi, không có ăn. Mà cứ vụ qua bánh hỏi hay kia nó ăn, cái cơm vậy thôi, mình phải nghĩ cử chiều cử vậy thôi. Nó khó lắm, tăng quá nhờ, biết được ăn, đi gì cũng giàu lắm á. Còn có bữa tôi đi đâu thì mới nay hay cuộc cái đợt này hay cuộc nó là bộ có tiền giàu có lắm à, đi nước ngoài dán coi chừng á, coi chừng sông nước nói vậy, sông nước thì coi chừng nó giữa biển mà nó còn không sao mà coi chừng sông nước không có đúng không cô? Dạ không, con thấy sự nếu mà thầy nào coi đó kêu mình là coi chừng sông nước, mới chỉ nói sông với nước thôi mà biển nó còn rộng lớn hơn sông nước mà còn không làm cho nó bị cái gì mà. Rồi sao nữa thầy nói sao nữa cô? Không có, nó hỏi nhiêu ra đâu, nói nhiêu ra đâu. Giờ nói vậy thôi, để mình coi chừng vậy thôi. Dạ. Giờ không do số nó đi chứ rồi chứ giờ cũng biết làm sao nó nói. Dạ. Giờ nó linh tinh vậy, giờ tôi có biết làm sao để đi kiếm ai giờ. Dạ. Cũng gọi điện được ai đó, nó không có quen ai, nó không chơi với ai đó. Đúng rồi. Ở nhà đây không chơi ai đó. Anh em cũng thèm nói chuyện với ai, mà cha mẹ nó cũng nói. Chứ nó cần gì thì nó kêu. Mà anh chị nó nói toàn là nó kêu tên thôi, nó không kêu anh kêu chị, mày tao rồi tới mà cần gì ơi mà lấy cho tao cái đó, mày lấy cho tao cái kia gì đó. Nó kêu ai mà anh chị, cha mẹ còn không kêu mà. Chứ nó không kêu. Không kêu ờ mẹ em mua con lên lên, lên máy bay á, mà không biết có lên hay không thì mình không biết, nhưng mà nó cứ nhắn cho máy là Tư Hưng lên máy bay hồi 4 giờ chiều. Bán câu là vậy thôi tay, hả? Ừ, 10 sáng tay 4 giờ chiều. Là thứ tư tên Hưng. Ờ, nó thứ tư tên Hưng. Hưng là Út chưa? Út rồi, có mình nó nữa. Rồi. Thằng trai bên đó, nhỏ con gái, nó Út. Nó thay vì người ta thì con lên máy bay giờ mẹ ơi hay gì không có. Để Tư Hưng lên máy bay hồi 4 giờ. Yeah. 4 giờ chiều giờ vậy xong. Nhưng mà ở nhà cũng không có gây gỗ với ai hả? Không, không có gây gỗ ai hết. Ai nói trái ý thì lớn tiếng thôi, nói chuyện giống như lớn tiếng vậy thôi. Mà cái trí nhớ tốt không con? Nhớ những cái chuyện cũ không? Nhớ nó biết chứ. Dạ. Hồi nhỏ đi, về lúc mà cậu Hưng, cô đẻ ra rồi lớn lên thì có những cái gì mà nó... Nhiều chuyện lắm. Dạ vâng, cô hãy chia sẻ thêm cái việc đó để mọi người... Hồi nó ra thì trong 3 tháng đầu thì nó bị đoạn phá. Đoạn phá nó không bú được là 2 ngày, 2 đêm khóc không. Rồi cái bà ngoại nó nhớ chợt rợi, nó lấy một ông với lại con Diệp á, 7 con tha vô hết. Con Diệp có 7 con Diệp với miếng mật ong lẹt lẹt vô hồng nó giờ hết. Rồi xong. Cái chừng 3 tuổi là nó té hào đó. 3 tuổi nó té hào. Cái hào là cái hồ nước hả cô? Ừ, sâu không con? Sâu. Cũng là khu đất mình ở đây luôn hả? Trong kia rồi đó. Dạ. Trong đường chấm. Thì 3 tuổi nó mới có hào. Thì lẹ lắm. Giống như đây đi qua tới khỏi quán này trước, bằng đây xuống đây trước chuyện. À, cái đám ruộng đánh dòng gì, thế là tôi vừa tới là vừa ổng đuổi gà vô thì nó cầm câu, nó câu vậy nè. Cái ổng mới dòm đi dòm đợi, không thấy nó, ổng mới... ông da không thấy bọt mà đang mới ăn cơm vừa xong á, thay vì có mặn nó là phải chết, ăn cơm no là không sống mà nó té xuống đó. Giờ ổng mới da hào ổng dòm thì ổng thấy nó quậy đục nó bọt nó dưới nó, cái ổng mới nhảy xuống hào ổng vớt lên thì ổng ngoại nó cứu, nhảy xuống hào nó cứu nó là được rồi. Nó xuống đó rồi nước nôi mình nhảy nó mập thấm giáo luôn, mập tròn bự chà bá rồi. Cái mới ra bệnh viện từ 9 giờ này mà tới 3 giờ kia, 9 giờ này trưa này mà tới 3 giờ kia nó mới ưng. Làm ra ngoài nó chích nước, chích cho nó ra nước, đái vào nước. Dạ.
là bệnh viện của kiếm mình. Từ 9 giờ đến khuya mà nó không tỉnh luôn á hả? Không, có 3 giờ khuya, nó 3 giờ khuya nó mới tỉnh, nó mới khóc. Nó khóc rồi về. Lúc đó nó biết rồi, nó về. Cái 5 tuổi nó bị chạy nữa là đinh nó móc vô trong cái hồng giái cái nó ra cái miếng mở lòng thầm chạy lên tuốt bệnh viện trên nó mai lại. 5 tuổi nó 3-4 trận gì đó. Rồi bắt đầu đến 6 tuổi như đi học lớp 1 là bình thường không cô? Cũng bình thường, đi học có năm lớp 1 mình học dở. Học dở mà về ở lại năm, về năm sau học nữa, có không tới lớp 7 à. Dạ. Lớp 6, lớp 7 rồi lúc đó mấy thằng anh mới vũ nó đi làm nghề. Đi làm tiệm vàng đó, thợ bạc đó. Cái vũ nó cái hồi đó nó hồi vậy nó theo anh nó nghỉ học. Dạ. Rồi nó ra trên thầy đó nó học được xong để học, nó còn nhỏ quá. Nó thôi ai biết anh Vũ nó đi thôi để nó đi. Rồi tính nó đi về thôi, nó cũng đi làm đó. Cũng làm bên tiền về đầy đủ hết mà. Hồi đó bên tiền về đủ hết. Nó không có ăn xài, nó không có chơi gì đó. Mà cái thời điểm đó là cô thấy bạn Hưng là cũng bình thường chơi bình với bạn bè bình thường hay là không chơi vậy? Cái này cũng bình thường hết. Dạ. Mà từ cái chỗ mà nó phát bệnh hồi năm mùi á, năm mùi tới mà là đúng 12 năm. Năm mùi, đúng là bạn mấy tuổi cô? 24 hả? Ba, nay là 8 năm, 10 năm, 8 năm rồi. 8 là 10 năm thôi. Dạ. Lúc đó cũng 30 tuổi hả cô? Ừ, 32 tuổi. 32 tuổi, lúc đó cô đó phát bệnh là phát bệnh gì? Nó